Làm trứng gà xả tắc đi chị. Hay ghê ha. Let's go. Mình nhớ không lầm á, cách đây mấy năm cái món chân gà xả tắc này gọi là hot hit một thời luôn mọi người. Mấy bà có nhớ giống như tôi không ha? Mà hồi đó nha mọi người, ăn là ghiền. Mà không tới bây giờ ăn vẫn ghiền. Mình biết á là cái món này ăn nhiều thì không có tốt, nhưng mà kiểu mình ăn cái chân này xong cái mình cuốn thêm cái chân nữa, rồi mình cuốn thêm cái chân nữa, lắc hồi hết 1 ký. Làm á thì làm biếng, mà mua ăn á thì không đã cái nư. Cho nên mỗi lần mà làm á là phải làm cho tới công chuyện luôn mọi người. Ăn như vậy á thì nó mới đã cái nư được. Ơi mà Liên Thiên, nãy giờ tôi quên nói với mọi người là công thức và cách làm á thì tôi sẽ ghi ở trên màn hình nha mọi người. Cái cách làm này á thì chân gà cực kỳ giòn luôn, mà thấm gia vị cực kỳ ngon nha. Ở đây á, tắc thì các bạn sắc lát, chừa lại cho mình 10 trái để mình sắc đôi mình lấy nước ha. Ớt và xả thì các bạn cứ sắc khoanh khoanh như thế này cho mình. Rồi bà nào có lá chanh á thì hốt thêm lá chanh. Cái phần mà nước giấm đường mình nấu để nguội rồi bây giờ mình sẽ cho vào chân gà nè. Rồi cho thêm cái chén nước cốt tắc vào, rồi bây giờ topping có bao nhiêu thì cho vào hết. Mình sẽ ngâm qua đêm hoặc là ngâm 6-7 tiếng là mình ăn thì chân gà thấm mới ngon nha. Thơm quá hả? Bây giờ thử một em chân trước nha. Nước cái nách. Ủa nuốt luôn cái xương vậy? Nuốt luôn cái xương nha mọi người. Nó sẽ kiếm đường ra hơi khó đó. Quá. Cái chén nó chấm nhìn cái màu. Good job. Ngon quá. Mở mắt không lên luôn. Về cái phần chân á nha mọi người, nó rất là giòn luôn, không có bị mềm hay bở, mà cũng không có mùi hôi luôn. Thử cái. Chấm vô con nước sốt này nè. Trời ơi. Ai mà thích ăn chân chút xương á, chứ mày là mình thích có xương. Mình thích chập chạp. Quá rẻ. Quên review cái vị. Chua chua ngọt ngọt. Chấm vô cái này mặn mặn cái cay. Rất là rất. Chào tạm biệt cả nhà đây nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha. Bye bye.